tôi nhìn thấy cái cây này tôi lại nhớ ra một cái câu truyền thuyết của người giao rằng là ngày xưa có cái con bìm bịp ấy nó nuôi con nhỏ thì có chẳng may cái con nhỏ của nó bị uh, bị gãy chân gãy chân với gãy cánh không đi được nên là con bị mẹ nó đi lấy cái ngọn của cây này mang về cho vào tổ để cho con nó ủ sau một thời gian là con nó lại liền cái xương của nó lại liền lại là bay nhảy được thế từ đó là cái người dân tộc giao tôi có truyền thuyết nói như vậy thì sau đấy là đặt tên luôn là cây này là cây bìm bìm thế nhưng mà thật ra là tên của nó thì gọi là tết gà cây xương khỉ đấy qua cái câu chuyện như vậy thì người giao chúng tôi rất là quý trọng cái này mình bị vì vấn đề xương khớp nó bị uh, gãy tay gãy chân hay là bị uh, liên quan gì đến những cái đại loại là liên quan đến xương khớp rất là nhiều ấy xương khớp đau rồi hỗ trợ khớp ấy lục cục các thứ này Nói thì người giao chúng tôi toàn lấy cây này về để sử dụng à, các bạn nhìn thấy không cái này, cái này là đây các bạn nhìn rõ đây là cái